hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt thì chiếc bàn thờ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đây là không gian quan trọng để thờ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất trong gia đình. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, gia chủ đột nhiên phát hiện dấu hiệu này trên bàn thờ, chứng tỏ vận may sắp đến, gia chủ trúng số phát tài, đón nhận tin vui, vận may tới tấp. Vậy dấu hiệu may mắn xuất hiện trên bàn thờ đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Bàn thờ trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Từ xa xưa, người Việt Nam ta đã có phong tục thờ cúng tổ tiên và coi việc này quan trọng hàng đầu trong các nghi thức cúng bái trong gia đình. Hình thức thờ ông bà tổ tiên được gọi là hình thức tín ngưỡng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Văn hóa thờ cúng này đã được hình thành từ rất lâu và phổ biến ở các nước Á Đông. Bàn thờ là nơi mà con cháu dùng để thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, bày tỏ sự biết ơn, thương tiếc đến những người đã mất, để những thế hệ sau của gia đình nhớ đến những người đã khuất. Bởi vậy, đây là nơi rất linh thiêng và mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của bàn. Tùy theo từng nhà, từng địa phương mà cách trang trí và sắp đặt bàn thờ khác nhau. Vào những ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng 1, gia chủ sẽ đặt hoa quả, bánh trái và tiến hành thắp hương để thỉnh mời những người đã khuất về hưởng và phù hộ cho gia đình. Hai dấu hiệu may mắn trên bàn thờ. Một, bướm bay vào nhà, đậu trên bàn thờ. Nếu một ngày bạn thấy một con bướm bay vào nhà rồi đậu trên bàn thờ của nhà bạn, thì đây chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trong phong thủy dân gian thì bướm chính là con vật tâm linh, là cầu nối của cõi âm và cõi dương. Khi bạn thấy có bướm bay vào nhà và đậu trên bàn thờ của gia đình mình, thì điều này chứng tỏ bạn sắp được ăn lộc của bề trên tổ tiên để lại. Trong thời gian tới, có thể bạn sẽ làm ăn thuận lợi hơn, hoặc sắp tới trong nhà bạn sẽ có tin vui như có hỷ sự, có thêm thành viên mới mà bao lâu mong đợi, hoặc bạn sẽ được thăng quan tiến chức như mong muốn. Hơn nữa, theo quan niệm của nền văn hóa phương Đông thì bươm bướm được xem là biểu tượng của linh hồn người đã khuất. Nó kết nối giữa sự sống và cái chết, và đây chính là linh hồn người thân của họ trở về thăm nhà và đem lại những điều may mắn cho gia chủ. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ xua đuổi những chú bướm nhỏ khi chúng bay vào nhà mình. Khi nhìn thấy con bướm, bạn đừng làm hại nó, mà hãy để nó tự nhiên đến rồi đi nhé. 2. Cây phong thủy ở trên bàn thờ nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nếu như trên bàn thờ của nhà bạn có trồng cây phát lộc hoặc một loại cây phong thủy mang ý nghĩa may mắn, sau bao nhiêu ngày đột nhiên chúng đâm chồi nảy lộc hoặc đơm hoa, thì đó chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trong thời gian tới, trong nhà bạn sẽ có tin vui, hoặc là về đường tình duyên, hoặc là về đường công danh tài lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc. 4 dấu hiệu trên bàn thờ mang điềm báo chẳng lành. 1. Bát hương bị dịch chuyển. Bát hương cần được đặt ở một vị trí cố định, bất di bất dịch trên bàn thờ. Nếu bát hương bị xê dịch, không còn đặt ở vị trí cũ, thì gia chủ nên tìm cách hóa giải để xua đuổi những điều không may có thể ập đến trong tương lai. Người xưa quan niệm rằng khi nhìn thấy bát hương bị dịch chuyển,
gia chủ không nên đầu tư làm ăn lớn, kẻo không được như ý. Thời gian này, gia chủ cũng cần tránh gây ra tranh chấp cãi vã với những người xung quanh để không tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại. 2. Đồ cúng đột nhiên bị thiêu. Nếu như bạn thấy đồ cúng của mình đột nhiên bị thiêu, thì đây chính là một điểm không lành. Xét về phong thủy thì đồ cúng bị thiêu có thể do thời tiết nồm ẩm dẫn tới hiện tượng thức ăn bị bốc mùi và thiêu thối. Tuy nhiên, trong phong thủy, khi đồ cúng bị thiêu chứng tỏ là điểm xấu. Trong thời gian sắp tới, gia đình bạn nên thận trọng, kẻo dễ gặp tai ương xui xẻo. Đặc biệt, trong lúc này, bạn không nên nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của ai đó để đầu tư làm ăn lớn, kẻo tiền bạc dễ trôi sông như muối bỏ biển nhé. 3. Ảnh thờ bị nghiêng lệch hoặc đổ mồ hôi. Việc ảnh thờ bị nghiêng lệch hoặc đổ mồ hôi được cho là dấu hiệu không tốt về tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Gia chủ nên sửa chữa, treo lại ảnh ở vị trí cố định để sớm hóa giải điểm xui. 4. Tường bàn thờ có vết nứt. Tường ở nơi để bàn thờ xuất hiện vết nứt cũng được coi là một điểm không tốt. Người xưa cho rằng tường phía sau bàn thờ bị nứt sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, hạnh phúc của gia đình. Do đó, gia chủ nên tìm cách khắc phục càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, như vậy có thể thấy một số dấu hiệu bất thường trên bàn thờ có thể là điềm lành hoặc điềm báo hung hiểm, gia chủ cần để ý cẩn trọng. Bên cạnh đó, mơ thấy bàn thờ là điềm báo gì cũng là điều khiến nhiều gia chủ quan tâm thắc mắc. Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Trong giấc mơ, bất chợt bạn ngủ mơ thấy bàn thờ. Giấc mơ này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều điềm báo khác nhau. 1. Chiêm bao thấy bàn thờ. Nếu trong giấc mơ bạn mơ thấy giấc mơ này, thì giải mã giấc mơ thấy bàn thờ cho thấy đây là một giấc mơ thường đem đến cho bạn những điềm báo tốt lành. Qua đây, giấc mơ cũng cho thấy rằng những gì mà bạn theo đuổi sắp thành sự thật, nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng không được bỏ cuộc. Bạn phải cố gắng đến cùng mới có thể đạt được những thành công. Giấc mơ này cũng còn cho thấy bạn là người giàu đức hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Vì vậy nên trong cuộc sống bạn cũng rất thành công, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Nếu như muốn đạt được điều này, bạn cần phải thay đổi chính bản thân của mình để giúp mình trở thành người tốt hơn. Nếu như bạn mơ thấy những ngọn nến trên bàn thờ, thì giấc mơ này cũng cho thấy rằng thành công của bạn cũng sẽ được nhân đôi. 2. Mơ thấy bát hương trên bàn thờ bị cháy. Mơ thấy bát hương trên bàn thờ bị cháy hay đổ là điểm xấu. Nó là điểm báo mồ mả hay việc thờ cúng của bạn đang gặp phải một vấn đề gì đó. Người gặp phải giấc mơ này cũng dễ bị hao tài về tiền của, sự nghiệp không ổn định và dễ lao dốc đi xuống. 3. Mơ thấy bàn thờ bị sập. Nếu như bạn mơ thấy bàn thờ bị sập, cũng cho thấy rằng đây là một giấc mơ sẽ đem đến cho bạn những điểm báo xấu, cho thấy rằng có thể gia đình bạn đang vướng vào những điều không may và rất khó thoát ra được. Vì vậy, trong các mối quan hệ của gia đình,
bạn cũng cần nhắc mọi người hãy mềm mỏng thái độ để tránh những điều không may xảy ra. 4. Nằm mơ thấy mình đang lau dọn bàn thờ. Trong giấc mơ, nếu như bạn mơ thấy mình đang lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thì đây là giấc mơ mang đến cho bạn điềm báo tốt lành. Nếu bạn nằm mơ thấy mình đang lau chùi bàn thờ, thì đó là điềm báo cho biết bạn đang làm những công việc có ích, đúng hướng và sẽ nhận được những thành quả tích cực từ điều đó. Đồng thời, giấc mơ này cũng nói lên rằng bạn đừng nên dùng vẻ ngoài của mình để che đậy những điều bên trong. Hãy sống đúng với bản thân mình và đừng gây ảnh hưởng đến người khác. Hãy cố gắng cư xử một cách khéo léo trong cuộc sống, vì đôi lúc những chuyện bạn gặp phải sẽ khiến bạn rơi xuống vực sâu. 5. Mơ thấy vị linh mục xuất hiện trên bàn thờ. Mơ thấy một vị linh mục xuất hiện trên bàn thờ cho thấy xung đột đang xảy ra trong mối quan hệ gia đình và công việc của bạn. Cũng có thể bạn đang cố che giấu hoặc không chịu thừa nhận những việc làm không hay hoặc sai trái mà mình đã gây ra. Quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý trong phong thủy bàn thờ. Gia chủ cần cẩn trọng với khu vực linh thiêng này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kỳ đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.